lợn đi xem đi. Từ từ. Có chân lợn. Biết khỏe. Chân luôn. Mấy thì cùng vỡ luôn cái dây điện ra mà chói cả nó ra. Lợn này bao nhiêu cân đấy chú ơi? Lợn này bao nhiêu cân đấy? 21 cân. 21 cân à? Bắt từ kia hôm qua để cho những gói cái này nó sạch sẽ, bắt đúng từ kia hôm qua về rất là dọ, ăn cho những cháu này. Để con này không làm bây giờ chúng đói rồi, làm nó sạch sẽ. Vừa cái chân đây này, rồi thu đi, thu đi, thu đi. Bây giờ chúng tôi sẽ buộc lợn, sau đó là sẽ cho lên thớt. Không phải xoan. Đây là anh xoan. Thỏi xoan. Có nhé. Thu đi, thu đi. Chặt vào, đây có đi việc lên chúng tôi tổ chức tẩn con lợn này. Con lợn này là con lợn là bắt từ Hòa Bình. Con lợn đoàn. 21 cân. Đấy, về giá thì rất là vô giá. Lợn này là ăn chủ yếu là ăn mía. Nên giá thịt rất ngọt. Và sau đây cho tôi tổ chức trực tiếp. Trước khi con lợn này được lên thớt, xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng lại những giây phút cuối cùng của lợn. Chắc vào bố không giữ được đâu. Đơn giản đấy. Anh đấu rồi, chuẩn bị cái chậu nó phe ra ngoài. Con lợn này là được giết ở Bắc Ninh. Giết ở Bắc Ninh. Ở huyện Lương Tài Bắc Ninh. Hả? Sao bên này chỗ này? Bỏ cái dao ra xem nào. Chỗ sao bên này? Đi vào đấy. Con lợn này là được giết ở huyện Lương Tài Bắc Ninh. Đấy,
Đây là mâm ghế đi. Giờ nó mới vào tới. Tới. Đấy là cái ức nữa. Đấy đâu. Đâu bây giờ cho mũi dao nó dưới quá. Nó lên mà sửa pha lên nữa. Chạm xương, chạm xương. Tay rồi đi. Cô sắp đồ đi lễ. Làm gì? Tao không phải. Chứ giờ người ta không ai chọc người ta phải làm. Đưa tay đi. Chết rồi. Chạy biên tập chi đâu rồi, đăng ngay nhiều dựng phim đấy. Đấy, cái gì dám dân kìa. Ơ, không có cả... Người ta đốt xong rồi, người ta ủ than vào. Rồi, đấy đấy. Không phải đấy, đốt ra ngoài. Nó cho nó dắt nó nứt hết. Không phải, đốt ra ngoài xong người ta ủ than vào cơ mà. Đấy, đốt lại. Bây giờ nó đừng đốt khỏe quá. Đừng đốt đâu. Chương trình qua thui này phải đến 2 tiếng mới xong. 2 tiếng mới xong. Cái gì nó quay cảnh này với cảnh kẹp. Đây lần đầu tiên giết lợn đó bác nhé. À quên giết lợn chú Đạt ở đây nhé. Bác cứ lên bác ấy đi. Cho thui xong rồi cho nó đi luôn. Cho thui một tí thôi. Để cho nó vàng ra để khi mà sắt nó miếng thì lợn trông nó ngon nó thơm. Đây là lợn rừng chính cấu, là rừng được nuôi được mua từ Hòa Bình, vượt qua 200 km và trở về đây để dâng lên các cụ. Lợn này bình quân là nuôi là 3 tháng 1 cân các bạn, và đây còn lại 21 cân. Như vậy là gần 3 năm mới được 21 cân. Đây là lợn rừng 1 cân là cái giá mà người nhà còn có thể làm tầm 1 triệu. Hai thợ này là chuyển từ tận Hà Giang về. Hà Giang thì lúc vừa về đi xe đêm và trở về đây để làm thịt này, thì chỉ có thợ Hà Giang mới có thể làm được những món thịt lợn rừng chuẩn luôn. Thợ Đồng Bằng thì gần như không có thợ làm những món này. Thợ Đồng Bằng thì gần như là chỉ giết lợn chuồng bình thường thôi. Giết lợn ăn cám để ăn cám bên trắng thôi, chứ không có khả năng giết những con lợn rừng này ăn luôn, an toàn thả mộc trên rừng. Vào nó vào video chứ, bác nói nó vào video. Mời lên luôn.
đấy. Thôi nhá. Chào mợ nhá. Bà ơi. Nhiều khi còn là nhiều khi là đúng là tiếc còn là máu mủ ruột già mà gặp nhau một tí. Cố gắng nhé. Vâng. Đi chào ơi. Vâng. Thôi chào chị nhá. Thôi chào các cháu nhá. Thôi chú về đi.